Xin chào quý vị và các bạn. Sau khi gặp Đạt ở bệnh viện tâm thần, là một người vô cùng nhạy, với kinh nghiệm nắm bắt tâm lý tội phạm bao năm trong nghề, Tuấn đã biết được chính Đạt đang giả vờ lươn lẹo trong khi phối hợp với anh để điều tra nguyên nhân cái chết của Vương. Tại sao Đạt lại phải giả vờ điên? Ai là người đứng sau bao che cho việc này? Nếu Đạt có giấy chứng nhận của bệnh viện tâm thần, nhưng việc tắc oai tắc quái, biến thái của anh ta có thể dễ dàng lách luật. Một người bình thường đâu ai muốn làm người điên. Phải có điều gì mờ ám ở đây mà Đạt lại muốn là người tâm thần như vậy? Ai là người đã cấp giấy chứng nhận tâm thần cho anh ta? Chính bố anh ta đã xây một cái bệnh viện tâm thần lớn nhất thành phố. Để có được tấm thẻ chứng nhận tâm thần là vô cùng dễ dàng. Mới chiếu được 4 tập phim nhưng khán giả vô cùng tò mò về nhân vật Đạt. Dạ vâng, em hiểu rồi. Em sẽ tránh làm phiền tới các bệnh nhân. Khi nào anh ta tỉnh táo, em sẽ đến gặp sau. Không được, cậu ta bị tâm thần, biết cái gì mà hỏi. Không phải đến tìm cậu ta nữa. Vừa nghe điện thoại của cấp trên, Tuấn đã khó chịu vô cùng. Đạt là một thành viên trong nhóm City Boy. Anh ta là người có mặt trong đêm diễn ra cái chết của Vương. Việc lấy lời khai của anh ta vô cùng cần thiết. Vậy mà tìm gặp anh ta, anh lại bị cấp trên của trách. Rõ ràng sau bao lần lẩn trốn, không tới cơ quan trình báo. Đây là lần đầu tiên mà Tuấn trực tiếp gặp Đạt. Điện thoại của anh đổ chuông, Tuấn bắt máy. Anh, em đã điều tra thêm được thông tin về Đạt. Bố mẹ cậu ta là những người kinh doanh bên lĩnh vực nhà thuốc và thiết bị y tế. Đạt mới chỉ bị tâm thần cách đây 2 năm. Trước đó, cậu ta là người ăn chơi, suốt ngày sử dụng các chất cấm nên giờ mới ngáo như vậy. Chính bố anh ta là người đã xây cái bệnh viện tâm thần đó để điều trị cho Đạt. Được rồi, cậu khoan hãy nói, ngay bây giờ lập tức về cơ quan. Nói rồi Tuấn cúp máy, tức tốc về. Khi trực tiếp nói chuyện với Đạt, Tuấn thấy anh ta rất khác thường. Cuộc nói chuyện của anh được Đạt rào trước đón sau. Một người tâm thần không bao giờ có thể ứng phó như vậy. Nhìn ánh mắt láo liên của Đạt trông rất gian. Chắc chắn anh ta đang cố tình né tránh những câu hỏi của Tuấn. Sợ lắm, Linh Linh, nhìn thấy con Tuyết không phải con người. Trong sự tra hỏi của Tuấn, Đạt cố tình nhắc đến tên Tuyết, nhấn mạnh chính cô ta là kẻ giết Vương. Một người bị tâm thần làm sao nhớ được chính xác những gì trước đó, từng tiếp xúc với ai, trong khi chính bố mình mà Đạt còn không biết lại kêu ông ta, bà ta. Hôm nay chơi thuốc nhiều chưa? Tuấn vừa hỏi Đạt thì anh ta quay ngoắt lại. Thuốc gì? À, thuốc chữa bệnh à? Cậu uống rồi mới khỏi bệnh được. Đạt bị tâm thần, ngoài thuốc tâm thần ra, anh ta còn uống thuốc gì nữa? Mắt đảo điên liên tục, có vẻ như muốn nhìn kỹ xem Tuấn sẽ làm gì mình. Anh ta đang hỏi chuyện Đạt. Giữa lúc đang bị Tuấn bắt thóp, đừng giả điên giả khùng nữa, điên như vậy không mệt sao? Thì Đạt cố gắng. Bà ơi, bà đây rồi, Linh Linh, không biết gì cả, cứu Linh Linh. Thấy con trai mình bị Tuấn tra hỏi, ông ta vô cùng khó chịu, lập tức đuổi Tuấn đi. Còn gọi điện cho sếp để trách mắng. Có vẻ lời nói của ông ta rất có uy lực. Ngay sau đó Tuấn đã bị sếp phê bình. Nếu không làm việc mờ ám thì làm sao phải giả vờ ngây ngốc như vậy để né tránh. Về cơ quan, Tuấn được cảnh cung cấp cho đoạn video thác loạn của nhóm City Boy. Xem kỹ từng video, Tuấn khẳng định Đạt vô cùng tỉnh táo trong các cuộc vui, không có biểu hiện nào là của người tâm thần. Cảnh bước vào phòng làm việc rồi trao đổi với Tuấn. Theo kết quả mà em điều tra được, thì trước đây Đạt cũng là một học sinh vô cùng nghịch ngợm, phá phách. Anh ta có sở thích là ham game. Trước khi tham gia vào bộ tứ công tử, anh ta đã có một thời gian đam mê chơi trò đột kích theo đêm rất sáng. Được biết, anh ta liên tục xảy ra mâu thuẫn với các bạn trong trường, luôn luôn gây gổ, đánh nhau, nên đã bị đình chỉ học. Sau khi nghỉ học ở nhà một thời gian thì có tin là Đạt bị tâm thần. Và bố anh ta đã mang anh ta tới bệnh viện mà ông làm giám đốc để điều trị. Có một điểm mà chúng ta phải đặc biệt chú ý, đó là Đạt thích những người khác bị hành hạ. Đúng là tên biến thái. Vừa nói xong, Cảnh liền chốt câu. Anh ta thường xuyên gây gổ, đánh nhau, nên không ít lần phải có sự có mặt của phụ huynh. Trong một lần, anh ta hiếp dâm một cô gái, và sau đó cô ta bị mất tích, bị người nhà cô ta tố giác, nhưng anh ta vẫn trốn được tội vì có giấy chứng nhận tâm thần. Vụ án đó đến giờ vẫn chưa giải quyết xong. Hiện tại cô gái đó vẫn chưa tìm thấy, không biết sống chết như thế nào. Và Đạt vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Em có kẹp vụ án đó vào hồ sơ của Đạt, anh có thể đọc qua. Cậu có thấy tên Đạt này có điều gì bất thường không? Rõ ràng anh ta không điên, anh ta vô cùng lươn lẹo và bí hiểm. Chúng ta cần phải điều tra và xác minh làm rõ. Cậu cứ gửi hết những gì liên quan về Đạt cho tôi. Anh, trên group của City Boy vừa xuất hiện thêm một đoạn video mới. Long nghe một cuộc điện thoại rồi vô tình tức giận ném điện thoại xuống hồ bơi. Video này mới được trích xuất kèm theo câu nói: mày hãy đợi đấy, trò vui mới chỉ bắt đầu thôi. Rõ ràng có ai đó đang quay lén toàn bộ City Boy. Đâu, cậu đưa tôi xem. Tuấn vội ra chỗ ngồi làm việc của Cảnh. Cậu phóng to chỗ này cho tôi xem, Tuấn đề nghị. Sau khi xem cận cảnh bức ảnh, cả hai phát hiện ra bên trên mái là một mắt cam được giấu kín. Chắc chắn những việc này đã được tính toán, kế hoạch có từ trước. Ai là người đã đặt camera để theo dõi nhất cử nhất động của nhóm? Chắc chắn chỉ có những thành viên của nhóm mới làm điều đó. Cái chết của Vương ngày càng có thêm những tình tiết rối ren. Chưa thể loại bỏ người nào ra khỏi danh sách tình nghi, vụ án ngày càng trở nên bế tắc. Cả đội ai cũng đau đầu nên rủ nhau làm vài cốc bia. Em đề nghị mình ra quán bà Tư Béo ngay sát bờ hồ. Hôm nay em báo cắt cơm rồi. Thôi, anh đúng là gỗ đá ki bo. Khi nghe cảnh báo cắt cơm, Dương vội trêu: kèo này anh bao chứ? Không, nói rồi cảnh đẩy Tuấn. Anh Tuyển bận thì có anh Tuấn lo. Cả ba kéo nhau ra quán bia ở cạnh bờ hồ. Trong lúc đợi mồi, cảnh gọi ra đĩa lạc để anh em nhâm nhi. Dương đã lên tiếng: thật sự em thấy vụ án chúng ta đang theo toàn gặp đối tượng biến thái. Cách giết người cũng như thủ phạm rất kỳ dị, quái oăm. Lần đầu tiên em tham gia vụ án ly kỳ như vậy. Cô cứ đi theo các anh, dần dần sẽ mở mang đầu óc. Cảnh vội trêu Dương rồi kéo đầu cô vào ngực. Đừng lo, mọi chuyện cứ để anh. Dương vội thoát ra khỏi cánh tay của Cảnh nghiêm mặt: em không thích trêu đâu, em là hoa đã có chủ rồi. Là ai? Ai có diễm phúc được làm người yêu của Dương? Nghe Cảnh nói vậy, Dương không nói gì, chỉ tủm tỉm cười và nhìn về phía Tuấn. À, anh biết rồi, làm sao qua mắt được tôi? Đang cười nói rôm rả thì Tuấn bắt gặp bóng người quen quen. Anh ta đội chiếc mũ, trùm đầu kín mít, nhưng cách ăn mặc thì không lẫn vào đâu được. Là Đạt. Cảnh và Dương vội nói rồi bịt miệng: sao anh ta lại ở đây? Không phải anh ta bị bệnh tâm thần sao? Giờ này đang phải trong viện chớ. Ra dấu cho Dương im lặng, Tuấn lặng lẽ quan sát. Lúc sau một cô gái xuất hiện. Đó không phải là cô gái tóc đỏ, tại sao lại ra gặp Đạt? Không nghe được cuộc nói chuyện của cả hai, nhưng cách nói chuyện của Đạt rất bình thường, không có dấu hiệu ngáo như lần gặp Tuấn. Vậy là phỏng đoán của Tuấn đúng, anh ta không có vấn đề về thần kinh. Tại sao Đạt và cô gái này lại gặp nhau? Theo lời khai của những người trong ba thì không ai quen biết cô gái này cả. Tại sao hai người lại nói dối là không quen biết? Liệu cả hai có liên quan gì tới nhau và tới Vương? Tại sao Đạt lại phải giả điên như vậy? Mọi thắc mắc của các bạn sẽ có trong video sau của chúng tôi. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.